Kim Dung xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ bảy ngày 16 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hai gia đình có người thân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình anh Nguyễn Văn Luân ở thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, có con trai là cháu Nguyễn Trọng Thắng, sinh năm 2002, sinh viên năm thứ tư, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, là nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ. Thăm hỏi động viên gia đình ở thôn Trình, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, có hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại chung cư mini là bà Trần Thị Chi, sinh năm 1975, và cháu Trần Nguyễn Phương Linh, sinh năm 2011. Đại diện đoàn công tác chia sẻ nỗi đau thương mất mát của hai gia đình, động viên các gia đình vượt qua khó khăn mất mát để sớm ổn định cuộc sống. Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, mới đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí từ ngày 14 đến hết ngày 17 tháng 9. Theo đó, vào 8 giờ ngày 18 tháng 9, tức sáng thứ hai tuần sau, các cơ quan đơn vị sẽ đồng loạt tổ chức dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân. Trong hai ngày vừa qua, thành phố và các tổ chức chính trị xã hội cùng người dân đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân vụ cháy. Được biết, Hà Nội có kế hoạch hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân với mức 50 triệu đồng một người bị mất và 30 triệu đồng một người bị thương, 100 triệu đồng một cháu bé mồ côi. Thời gian qua, tình hình cháy nổ diễn ra thường xuyên, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản. Nhu cầu mua các sản phẩm thuộc trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như các loại bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, thang dây thoát hiểm là rất lớn, dẫn đến tình trạng găm hàng tăng giá, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn ra ở một số nơi ở một vài thời điểm. Trước tình hình trên, Tổng cục Quản lý Thị trường đã có công văn yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm bắt tình hình địa bàn, rà soát xác minh thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức cá nhân hoặc địa điểm kinh doanh đối với các sản phẩm thuộc trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như các loại bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, thang dây, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có đối với tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh các mặt hàng trên theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Hơn một năm nay, hàng trăm hộ dân không thể canh tác trên chính diện tích đất nông nghiệp của gia đình mình do tình trạng ngập úng xảy ra thường xuyên, làm chết cây cối, hoa màu, gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng rất lớn tới thu nhập của nhân dân. Đó là câu chuyện đang diễn ra tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo phản ánh của nhân dân, tuyến mương xeo có chiều dài trên 1.000 m, rộng gần 20 m, vừa là kênh tưới vừa là kênh tiêu, phục vụ sản xuất tiêu thoát nước hàng trăm hecta đất nông nghiệp của nhân dân thôn Từ Hồ và một phần thôn Từ Tây. Tuy nhiên, từ khi hai công ty An Nam và Sơn Jimmy về địa bàn san lấp, xây dựng nhà xưởng lên trên một phần hệ thống thủy lợi, dẫn đến nước không tiêu thoát được, gây ngập úng. Thiệt hại rất lớn, nhân dân thôn Từ Hồ đã gửi đơn kiến nghị tới chính quyền các cấp và nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao địa phương giải quyết sự việc theo quy định của pháp luật. Trả lời công dân và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, sự việc vẫn chưa được giải quyết. Tỉnh Hưng Yên đang triển khai nhiều dự án lớn, đồng nghĩa với việc các xe chở vật liệu phải tăng tần suất chuyến để đáp ứng tiến độ công trình. Tuy nhiên, nhiều lái xe đã bất chấp an toàn cho người đi đường khi chở vật liệu, không che chắn cẩn thận, gây vương vãi cát đá, bụi khói mù mịt, lái xe với tốc độ cao. Thực tế, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra không ít vụ tai nạn thương tâm do xe chở vật liệu xây dựng gây ra. Ngoài việc tăng cường thanh tra, tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng về hoạt động vận tải của những xe này trên địa bàn, thì mỗi chủ mỏ, bến bãi, đặc biệt là tài xế khi điều khiển phương tiện cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông. Để xe chở vật liệu xây dựng không còn là nỗi ám ảnh của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Trong một tháng trở lại đây, tại nhiều địa phương, số ca mắc đau mắt đỏ tăng cao.
Để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, ngành y tế đã đưa ra 5 khuyến cáo người dân cần biết thực hiện. Theo đó, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên rụi mắt mũi miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Vệ sinh mắt mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường, sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được khám tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, gia đình, nhà trường và toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, vừa qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung Thu năm 2023 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cấp tỉnh sẽ tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm dự kiến vào ngày 27-28 tháng 9 tại thị xã Mỹ Hào, trực phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu. Cấp huyện và xã căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị địa phương quyết định hình thức, quy mô tổ chức chương trình Tết Trung Thu, đảm bảo tất cả các trẻ em trên địa bàn tỉnh được vui Tết Trung Thu, tổ chức các hoạt động vận động xã hội, thăm tặng quà cho trẻ em. Chú trọng bảo vệ sức khỏe của trẻ em, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ trẻ em khỏi những sản phẩm đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em. Những ngày này, không khí đón Tết Trung Thu đang đến sớm với việc chuẩn bị làm các mô hình đèn Trung Thu khổng lồ cho lễ hội Thành Tuyên, tỉnh Tuyên Quang. Gắn với lễ hội Thành Tuyên, các mô hình đèn Trung Thu ngày càng đẹp và tinh xảo hơn, qua đó giúp cho các cháu thiếu nhi biết trân trọng truyền thống văn hóa. Lễ hội Thành Tuyên nhân dịp Tết Trung Thu năm nay được tỉnh Tuyên Quang tổ chức với quy mô cấp quốc gia. Tỉnh cũng hướng tới việc xây dựng lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông sẽ ra chỉ thị sẽ cấm giống chó Bundy XL Mỹ vào cuối năm nay sau một loạt vụ tấn công chết người. Cụ thể, ông Sunak hôm 15 tháng 9 cho biết ông đã yêu cầu các bộ trưởng làm việc với cảnh sát và các chuyên gia để xác định giống chó này để cấm nó. Như vậy, Bully XL là giống chó đầu tiên bị cấm kể từ năm 1991 khi đạo luật về chó nguy hiểm được ban hành. Chó Bully XL Mỹ có thể nặng tới 60kg và đủ sức mạnh để tấn công người trưởng thành. Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều cuộc tấn công có liên quan tới giống chó này. Theo Thủ tướng Anh, các con chó thuộc loại này đã gây ra cái chết của ít nhất 14 người kể từ năm 2021 và là mối nguy hiểm cho trẻ em và cộng đồng. Nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển, Philippines đã tổ chức một cuộc tuần hành với mục đích dọn dẹp dọc các bờ biển ở ngoại ô Manila. Sự kiện đã góp phần lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa, đã thu hút hàng chục tình nguyện viên tham gia. Các tình nguyện viên đã thu thập được hơn 50 bao tải chất thải nhựa, phần lớn trong đó là các hộp nhựa và túi nhựa dùng một lần. Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Philippines để giảm thiểu vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, đặc biệt khi quốc gia này hiện đang đóng góp lượng rác thải nhựa đại dương lớn nhất trên thế giới. Một công ty đồ uống ở Ba Lan đã bổ nhiệm một robot trang bị trí tuệ nhân tạo làm giám đốc điều hành. Công việc của giám đốc này ban đầu là xác định khách hàng tiềm năng, nhưng giờ đã được mở rộng sang việc chọn nghệ sĩ để thiết kế vỏ chai. Giám đốc điều hành robot này có tên là Mika. Mặc dù không có chân tay và phải di chuyển bằng bánh xe, tuy nhiên vị giám đốc này chính là một bước tiến lớn đối với công ty bởi cô có thể mang lại những lợi ích mà con người không tạo ra được. Một số người lo ngại trí tuệ nhân tạo AI sẽ chiếm công việc của con người trong tương lai, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng các nhà lãnh đạo không cần lo lắng vấn đề bị AI thay thế bởi những quyết định lớn vẫn nằm trong tay con người. Thậm chí, sự hiện diện của AI có thể mang lại tương lai tốt đẹp hơn và năng động hơn cho thế giới. Sau vài năm bị hủy vì dịch COVID-19, vũ hội đường phố Lyon vừa được tổ chức trở lại tại thành phố Lyon của Pháp. Diễn ra 2 năm một lần,
Vũ hội đường phố Lyon thu hút sự tham gia biểu diễn của nhiều đoàn múa ở châu Âu và cũng là một trong những vũ hội đường phố có quy mô lớn nhất ở châu lục. Vũ hội đường phố Lyon 2023 có sự tham gia biểu diễn của gần 4.000 nghệ sĩ múa, nhạc công cùng các nghệ sĩ nghệ thuật đường phố đến từ nhiều quốc gia từ châu Âu. Trong suốt hơn 3 tuần lễ diễn ra vũ hội, người dân và du khách có dịp thưởng thức hàng loạt màn trình diễn múa tập thể, các vũ điệu dân gian ở châu Âu, biểu diễn hóa trang, nghệ thuật đi cà kheo cùng nhiều loại hình nghệ thuật đường phố khác. Vũ hội này cho thấy sự kết hợp nhịp nhàng giữa các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, cho thấy khả năng hòa quyện thành một thể thống nhất giữa âm nhạc, trang phục với nghệ thuật biểu diễn trên đường phố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.